Ông Nguyễn Văn Thành, trưởng ga Sài Gòn khẳng định, hiện vẫn còn 25.000 trên 149.000 chỗ cho hành khách đi tàu Tết 2014 từ ga Sài Gòn đến các ga từ Vinh trở ra Thanh Hóa đến Hà Nội. Thời gian từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 1 năm 2014, tức từ 20 đến 29 tháng Chạp. Còn theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đến nay các ga của Tổng Công ty đã bán số lượng vé tàu Tết chiều ra từ Nam ra Bắc được khoảng 86%, còn lại 14%. Số lượng vé chiều vào sau Tết từ Bắc vào Nam đã bán được khoảng 46%, còn lại 54%.